90% rồi. 85, 90 rồi. Trước đó là đau lắm, không dở lên được nha. Giờ dở lên được rồi nè. Cảm ơn. Chiều được không? Thế đó cô bị gì vậy? Bị đốt thoái hóa, đốt xuống cổ này, tại nó tê một đầu gối này nãy nó bị đau quá, giờ cái hại sữa nó cũng đỏ được nhiều rồi. Đứng lên ngồi xuống thoải mái hả? Đứng lên thôi, thử không ngồi xuống thử đi cô. Dạ. Thoải mái không hẳn. Đỏ nhiều. Xin mời cô Trần Thị Kim Văn. Thấy 10% nó nhẹ được khoảng 7%. Nhưng nó còn 3% thì nó còn. Để anh bị viêm cái chân. Anh bị viêm nên không dám làm, không dám làm biểu anh trường đá gì trường đó làm. Được bao nhiêu phần trăm? 85, 90 rồi. Trời ơi, hoàn thành 85-90%. Tức là khỏi 85-90%. Lúc đầu mà được có 6 rồi. Sao con làm thêm được khoảng 85-90 rồi. Rồi, chúc mừng. Giờ ngon lành đó nè. Chúc mừng, nãy chạy đi. Tê, quá trời. Bây giờ anh chân tay giờ nó rẽ hết rồi. Rồi bây giờ chạy đi nào. Bỏ micro ra. Đi tới đi luôn. Đi tới chạy cho xem nào. Hốt đi anh em, chùm ga nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326811258.